Đấu chung kết giữa hai đội B1 và B3. Và hiện nay chúng tôi thấy ở sân bóng của trường tiểu học Thượng Phố rất đông các khán giả, các thầy cô giáo đang cổ vũ nhiệt tình cho trận đấu chung kết diễn ra chiều ngày hôm nay. Và sau khi trận đấu chung kết kết thúc thì sẽ diễn ra lễ bế mạc và cũng như trao cúp cho các đội và các cá nhân, các cầu thủ xuất sắc thi đấu trong giải đấu bóng đá lần thứ nhất của trường tiểu học Thượng Phố. Chỗ kia vẫn chưa tập trung cả, cái nhóm kia vẫn chưa tập trung. Chúng vừa đi vào hai hàng nó đẹp hình. Các bé ra ngoài đi nhá, bắt đầu đá bóng vào mặt đất ra ngoài. Kiều ơi, Kiều ơi, cho các cháu dẹp vào còn lúc quay đá biên, còn đá biên mới quay góc. Đến này thế đứng về dẹp vào quay mới đẹp được. Đứng ra sân này đá biên nó khó này. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng mời tất cả các phụ huynh và các cổ động viên chúng ta rời xa khỏi đường biên để trận đấu được diễn ra tốt đẹp nhất và công bằng. Tú ơi, bảo bên này ngồi dẹp vào để quay góc, để quay biên. Đứng này không quay được đâu. Bên cánh gà của ban tổ chức xin mời tất cả các bậc phụ huynh vào trong ấy. Cùng khán giả. Đội hình ra sân chính thức của đội bóng B1 số 1. 1 Việt Anh, số 10. 2 Minh Nhật, số 11. 3 Văn Phong, số 10. 4 Duy Tân, số 14. 5 Trung Đức, số 15. 6 Văn Trường, số 16. 7 Văn Quân, số 12. Thủ môn. Đội hình dự bị. Gia Bảo, số 5. Đi ở sang kia. Các cháu vào hàng trong đây, còn quay góc, quay qua, còn đá, phải góc, đá biên. Số 7. Đúng ở trong đây. Tuấn Kiệt, số 8. Minh Đức, số 9. Cô vào trong đây cô ơi, đi hẳn trong đây. Máy quay hình, máy quay hình. Giải đấu của các em thiếu nhi trường tiểu học Thượng Mỗ diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 và đến bây giờ là trận đấu quan trọng nhất. Em ơi, giới thiệu bên phải, bên áo vàng là đội nào, bên vàng xanh họ cam được vào. Giới thiệu hai đội. Đội bóng nào gặp đội nào phải ghi rõ bên trái ra đội nào giới thiệu. Về thời gian thi đấu của chúng ta vào đi đừng đứng đứng ngoài là 20 phút chưa kể bù giờ. Tùy vào thời gian chết ban tổ chức sẽ thông báo vào đúng lúc giờ. Đội bóng B1 mang trang phục cơn lốc màu da cam chấn giữ khung thành bên tay phải của ban tổ chức. Đội bóng B3 đại diện của lớp 5B và 4B mang trang phục áo vàng quần đen chấn giữ khung thành bên tay trái của ban tổ chức. Và như vậy trận đấu được bắt đầu. Cầu thủ số 3 Chí Dũng. Chúng vào trong con đấy. Đội B3 được hưởng quyền đá phạt biên. Một trận đấu chung kết của giải mong chờ nhất của bao các em thiếu nhi của trường tiểu học Thượng Mỗ, với bao nhiêu nụ cười và cũng không đầy, không biết tốn với bao nhiêu nước mắt của các em. Những nụ cười của những cầu thủ nhí và chung kết.
và những nỗi buồn của những các cầu thủ chúng ta chưa được đi đến trận thi đấu cuối cùng. Quả phạt góc bên trái giành đội áo vàng. Giải đấu thành công tốt đẹp nhất mang tới đó chính là cái thành công của các thầy các cô và nhà trường mang lại niềm vui, bổ ích, vui khỏe, rèn luyện sức khỏe và học tập tốt. Học ra ngoài sân. Để trận đấu được diễn ra tốt đẹp hơn, sôi nổi hơn, xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của các huấn luyện viên, của các phụ huynh của hai đội bóng và các cổ động viên trung lập. Và như vậy cầu thủ đội B3 đã để bóng chặt tay. Đội B1 được hưởng quyền đá phạt biên. Đá phạt. Không, tập trung vào. Bắt trường sút. Đáng tiếc, bóng đi ngoài đường biên dọc. Một kèm một đâu, một kèm một đâu. Phạt đá biên. Chí Dũng. Anh đang là vua phá lưới của giải đấu. Tuy thể hình nhỏ con nhưng anh có những cái chân phải rất điêu luyện. Bên này dẹp vào cho các quay cái biên cái nhỉ. Ủa, đứng thế này thì các đánh này. Pha tấn công bất ngờ của đội màu da cam. Một quả phạt góc dành cho đội màu da cam số 10 thực hiện quả đá phạt. Trường này lên một theo. Đây là cầu thủ anh của đội B1 thực hiện đá quả phạt góc. Anh sẽ đưa quả bóng vào khu vực 6m50. Rất đáng tiếc. Khu vực 6m50. Rất đáng tiếc. Trái bóng trôi qua một dừng chân cầu thủ nhưng không có một cầu thủ nào nhận được trái bóng. Quả đá biên. Vâng, có một niềm vui không hề nhỏ, có một mạnh thường quân đã trao giải trị giá 200.000 đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận chung kết ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn mạnh thường quân, chúc mạnh thường quân và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc. Xin chân thành cảm ơn. Đội B3 xin thay người trọng tài nghe quận tiếp tục chiến đấu. Trọng tài đội B3 xin thay người.
cầu thủ số 10 Phước Việt của đội 3 thực hiện và đang bật lên. Bóng đá rồi, bóng đá rồi, chân đứng. Quả lưới là sức mạnh quá công phá. Tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu của lớp B1 và lớp B3, trận đấu chung kết của giải đấu của các em thiếu nhi trường tiểu học Thượng Bố. Tỷ số bây giờ đang là 1-0 nghiêng về các em học sinh của lớp B1. Phá bóng tốt, số 16 quả đá biên. Một trận đấu được coi là trận chung kết của bảng giữa B1 và B3. Giải đấu tổ chức ra để các thầy, các cô của trường tiểu học Thượng Bố nhằm tìm ra những nhân tố có kỹ thuật tốt, sức khỏe tốt để tham gia vào giải thi đấu thiếu niên với Nam Phương. Nên thế các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình, thể hiện những tài năng của mình để được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia của trường tiểu học Thượng Bố. Đưa cả vào là thuyết minh. Đội B3 được quyền đá phạt biên. Đội B3 được quyền đá phạt biên.
ở đây thì phải là chạy kia vẫn tiếp tục các cầu thủ tiếp viên của đội lớp B3. Anh Thực Viên và là bản viên quả bất ngờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương. Phạt rồi. Phạt bên kia. Phạt nguy hiểm hơn, phạt trọng tài những cái pha bóng mà các cầu thủ. Xin mời tất cả các bậc phụ huynh và khán giả, chúng ta rời xa vạch đường biên 1 mét để trận đấu được diễn ra công bằng hơn. Vì trận đấu bây giờ là trận đấu chung kết của giải, trận đấu quan trọng nhất của mùa giải để tìm ra đội vô địch. Và đá rất tốt. Cầu thủ quốc Việt của đội bên một đang chặn bóng. Có bên kia Thành vẫn rất sơn sơn. Chân này. Chí Tú rất đáng tiếc. Chí Tú rất đáng tiếc. Ôi không ai. Cháu ơi, cháu luôn vào. Một trận đấu có thể nói rằng là ban tổ chức xin nhắc lại huấn luyện viên của hai bên khi thay người gặp ban tổ chức. Nếu cố tình đưa cầu thủ vào, chúng tôi sẽ dừng thi đấu và chúc mừng thi đấu của cầu thủ đấy. Bên này là của huấn luyện viên Kiêu à? Kiêu à? Bên này là của đội nào đấy? Một mình chơi 4 đấy, máu thế nhỉ. Quay quay vào một chơi 4. Cầu thủ số 10 của đội B3 thực hiện đường đá biên. Văn trưởng của B1. Con được kêu thì không mấy. Đi à? Đội trưởng đấy à? Đội B1 được quyền tạo ra phần biên. Văn Phong rất tốt, anh nhận được bóng kịp, không kịp. Rất đáng tiếc. Một pha bẻ của chân để lừa của hai cầu thủ của đội B3. Nhưng đường bóng đi rất nhanh. Văn Phong của đội B1 không theo kịp. Yeah.
quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình, trọng tài nghe còi từ từ. Có cầu thủ đang bị dây giày, có một cầu thủ đội B3 vừa bị dây giày phải. Không. Quý vị và khán giả đang theo dõi truyền hình trực tiếp tại sân vận động ông Trần Phót, mệnh danh nhà trường tiểu học Thượng Ngô, trận chung kết của mùa giải thiếu nhi của trường tiểu học Thượng Ngô để chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất tham gia mùa giải. Và như vậy, trọng tài chính đổ còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu chung kết giữa đội B1 và đội B3. Tỷ số trước mắt 1-0 nghiêng về đội B1. Thời gian vẫn còn dài để cho đội B3 san bằng tỷ số. Nên các cầu thủ phải hết sức bình tĩnh, giải lao dưỡng sức để cống hiến cho một hiệp 2 sôi động và gay cấn hơn. Cho giải đấu xin chân thành cảm ơn, chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công phát đạt trong công việc.